Vượt mặt cựu tiền vệ David Beckham trong cuộc chiến kim tiền là vận động viên được trả lương cao thứ 8 trên thế giới, lên đến hơn 30 triệu đô la Mỹ một năm. Sở hữu tài sản ròng lên đến 280 triệu đô la. Có một bộ sưu tập xế hộp, phi cơ và biệt thự siêu hành tráng. Là một trong những tay đua xuất sắc nhất F1 của hiện tại, chiếm vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng cá nhân và danh hiệu vô địch thế giới. Không ngạc nhiên khi Lewis Hamilton sở hữu một gia tài kếch xù, vì câu hỏi đặt ra là tài sản của Lewis Hamilton sở hữu lớn đến mức nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Và trước khi bước vào nội dung chính, nhớ để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Lewis Hamilton là tay đua của đội Mercedes-AMG Petronas. Anh sinh ra tại Stevenage, nước Anh vào ngày 7 tháng 1 năm 1985. Tài năng của Lewis Hamilton được phát hiện từ lúc 16 tuổi, khi anh tỏ ra mê mẩn với món đồ chơi ô tô điều khiển mà cha mua cho. Năm 1993, cậu bé Hamilton khi ấy mới 8 tuổi nhưng đã được nhận vào chương trình đào tạo tay đua trẻ của McLaren. Khi ấy, anh bảo với cựu CEO của McLaren rằng: "Một ngày nào đó, tôi muốn được lái những chiếc xe của ông trong lễ ăn mừng." Và đó không chỉ là lời nói suông, khi ít lâu sau, Hamilton được coi là một trong những thần đồng xuất sắc nhất F1. Anh liên tiếp vô địch ở F3 Euro Series, Formula Renault tại Anh và GP2 Series. Năm 2007, Hamilton chính thức bước vào sự nghiệp đua F1 dưới trướng của đội McLaren và nhanh chóng trở thành tay đua thứ hai chỉ sau Kimi Raikkonen. Như năm sau đó, anh trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử F1 khi thắng ở Brazil GP năm 2008. Nhiều người có thể nói rằng Lewis Hamilton thành công là nhờ sự vượt trội của những chiếc xe mà anh lái. Thế nhưng để cầm được lái những chiếc xe mạnh mẽ như vậy, anh đã thể hiện mình hoàn toàn xứng đáng. Sự bình tĩnh đằng sau tay lái và khả năng giữ lốp hiệu quả là điểm mạnh của tay đua người Vương quốc Anh. Thì đi hiện nay thì Lewis Hamilton đang giữ kỷ lục về tay đua có nhiều chiến thắng trạng nhất, tay đua có nhiều lần giành pole nhất, tay đua có nhiều lần đứng trên bục podium nhất, hay là tay đua đạt nhiều điểm nhất. Đặc biệt hơn cả, Lewis Hamilton và người đồng nghiệp Michael Schumacher cũng đạt được thành tích là tay đua có nhiều chức vô địch thế giới nhất với 7 lần chiến thắng. Nhờ loạt thành tích khủng và tên tuổi trong làng đua xe F1, Lewis Hamilton hiện đang là vận động viên được hưởng lương cao nhất nước Anh và cao thứ 8 trên toàn thế giới. Dựa theo các thống kê của trang web Formula Money, tay đua người Anh Lewis Hamilton đã kiếm được 489 triệu đô từ tiền lương và các khoản tiền thưởng ở thời điểm anh chính thức tham gia F1 vào năm 2007. Năm 2012, bản hợp đồng của anh với Mercedes trị giá lên tới 100 triệu đô la và nó cũng biến anh thành tay đua được trả lương cao nhất mọi thời đại của F1. Trước khi ký hợp đồng với đội Mercedes-AMG Petronas, anh từng làm việc với đội đua McLaren trong khoảng thời gian 6 năm. Theo nhiều nguồn tin cho biết, hợp đồng hiện tại của Lewis Hamilton có trị giá 57 triệu đô một mùa giải, số thù lao lớn nhất của các tay đua tham dự mùa giải F1 năm 2019. Tạp chí Forbes cũng đã thống kê rằng với những khoản thưởng khác, Lewis Hamilton đang sở hữu gần 500 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên con số này vẫn chưa phải là con số cuối cùng vì Hamilton cũng nhận được những khoản tiền rất lớn từ các nhà tài trợ. Vào năm 2018, tạp chí Forbes còn tiết lộ Hamilton nhận được 9 triệu đô từ các hợp đồng quảng cáo với các công ty như là Sony, Monster Energy, Bombardier Inc., Puma, Tommy Hilfiger, Bose, L'Oreal và Mercedes-Benz. Hiện nay, Lewis Hamilton đang đứng thứ 12 trong danh sách các vận động viên giàu nhất thế giới và thứ 47 trong danh sách 100 người nổi tiếng. Theo truyền thông của nước Anh, vào mùa giải 2018, đã có 12 nhà tài trợ ký hợp đồng với đội đua Mercedes-AMG Petronas để được đặt logo lên đồ bảo hộ đua của Hamilton. Với 12 hợp đồng này, thì Hamilton đã mang về 146 triệu đô cho cả đội Mercedes. Theo ước tính của Forbes, tài sản ròng của Lewis Hamilton hiện nay vào khoảng 280 triệu đô, xếp anh vào top những vận động viên thể thao giàu nhất trên thế giới. Là một siêu sao của F1, không quá bất ngờ khi Hamilton kiếm nhiều tiền nhưng tiêu tiền cũng nhiều. Một câu hỏi vẫn luôn được nhiều người đặt ra là nam vận động viên sẽ đổ đống tiền khổng lồ của mình vào việc gì? Qua tìm hiểu, Hamilton có sở thích sưu tập những chiếc xe hơi vô cùng đắt đỏ. Anh điều khiển một loạt những chiếc xe hàng đầu của nhà sản xuất xe hơi cao cấp. Ngoài xe Mercedes, Hamilton cũng mua những mẫu xe xịn sò
của một trong những đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất với Mercedes, bao gồm chiếc 1966 Shelby 427 Cobra trị giá 5 triệu đô, McLaren P1 trị giá 1,15 triệu đô, hai chiếc Ferrari LaFerrari trị giá 1,56 triệu đô và một chiếc Mercedes AMG Project One trị giá 2,72 triệu đô. Ngoài ra, Hamilton có vẻ cũng ưa chuộng dòng xe Ford cổ điển với chiếc 1967 Ford Mustang Shelby GT500. Được biết, mẫu xe này còn từng xuất hiện trong bộ phim Hollywood Gone in 60 Seconds. Một chiếc xe khác của Hamilton khiến nhiều người cũng ngưỡng mộ đó là Ferrari LaFerrari với McLaren P1 với vận tốc tối đa lên tới 217 dặm trên giờ. Đặc biệt, chiếc xe này do chính đội đua F1 trước đây của Lewis Hamilton thiết kế, chế tạo và ước tính, giá trị của chiếc xe lên tới 3 triệu bảng Anh, tương đương với 95 tỷ đồng. Bên cạnh dàn siêu xe giá trị khủng, thì Lewis Hamilton còn có một đại tư sản với nhiều bất động sản và biệt thự vô cùng sang trọng. Vào năm 2019, Hamilton đã mua một căn penthouse trị giá 40 triệu đô ở Manhattan, thành phố New York. Nơi đây có nhiều sân thượng, tòa nhà cung cấp cho cư dân những khung cảnh ngoài trời rộng rãi để tận hưởng không gian thành phố, dòng sông và hoàng hôn ấn tượng. Trước đó thì Hamilton đã mua một căn hộ 5 phòng ngủ ở Tribeca với giá 57 triệu đô. Khi không lái xe thì Hamilton thường chọn cách nghỉ ngơi, thư giãn tại một trong 4 biệt thự khác của mình. Theo tờ The Sun, Hamilton sở hữu một căn hộ áp mái trị giá 43 triệu đô ở New York, một biệt thự ở London trị giá 24 triệu đô, cũng như những ngôi nhà ở Geneva hay là Monte Carlo. Hamilton còn sở hữu biệt thự thời Victoria ở London và một căn hộ ở Monaco, tiểu bang của một số tài xế công thức một khác. Theo chia sẻ của nam vận động viên, dù có nhà trên khắp thế giới, nhưng Monaco chính là thành phố số 1 của lòng anh. Dù Hamilton không chia sẻ lý do vì sao anh yêu thích Monaco, tuy nhiên theo suy đoán của nhiều người, có lẽ chỉ nơi đây mới chứng tỏ được đẳng cấp của anh. Vì theo nhiều thống kê, đây được coi là thành phố có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất ở châu Âu, là nơi của toàn các triệu phú và tỷ phú. Nhà vô địch người Anh cũng từng mua một chiếc phi cơ Bombardier Challenger 605 màu đỏ kẹo vào năm 2013. Thời điểm ấy thì siêu sao F1 thường xuyên đăng tải hình ảnh anh cùng chú chó thú cưng Coco và Roscoe đi lại giữa London và các thành phố khác. Chiếc máy bay này là trung tâm gây tranh cãi, cho thấy cách Hamilton thu lợi từ các lỗ hổng thuế để có được khoản hoàn thuế 3,3 triệu bảng Anh, tương đương 4,1 triệu đô la Mỹ khi mua chiếc máy bay với giá là 16,5 triệu bảng. Mặc dù giao dịch hoàn toàn hợp pháp, các phương tiện truyền thông vẫn mổ xẻ các hành động của Hamilton. Vào tháng 10 năm 2019, anh đã bán chiếc máy bay phản lực với giá 25 triệu bảng để áp dụng một lối sống sạch hơn. Về thời trang thì Hamilton cũng có niềm đam mê cháy bỏng và tên tuổi của anh luôn gắn với những thương hiệu hàng đầu thế giới. Mỗi lần tham gia đường đua, anh lại diện bộ trang phục khác, táo bạo hơn lần trước, khiến khán giả rất khó để xác định là giải đua hay là tuần lễ thời trang. Hamilton được cho là tay đua có gu thời trang đẹp nhất trong lịch sử các giải đua công thức 1 và trở thành nguồn cảm hứng cho cánh mày râu trong việc định hình phong cách cá nhân. Lewis Hamilton còn nổi tiếng với rất nhiều hình xăm. Bên cạnh gu thời trang độc đáo, đây cũng được xem là điểm đặc biệt giúp anh tạo ấn tượng trước công chúng. Có một số hình xăm rất lớn, chẳng hạn như là hình chữ thập và đôi cánh thiên thần trên lưng của anh và hình đầu sư tử gầm rú trên vai trái. Đây là tác phẩm do chính nghệ sĩ Kate Scott Bang Bang Mercury tạo ra. Để biết, studio của nam nghệ sĩ này thu phí ít nhất là 1.000 đô cho mỗi hình xăm. Kate Scott cũng chính là tay xăm cho nhiều ngôi sao, trong đó có cả LeBron James và Rihanna. Nhờ khối tài sản kếch xù, thì Lewis Hamilton đã thoải mái tận hưởng những thú vui xa xỉ. Nam vận động viên có sở thích đặc biệt là nhảy dù. Trên một bài đăng Instagram của mình, anh cho hay đó là sở thích lớn nhất. Được biết, để có được giấy phép AFF, một chương trình đào tạo nhảy dù độc lập sẽ phải mất khoảng 2,4 đến 3.000 đô. Trong chi phí mua thiết bị có thể lên tới 10.000 đô. Thêm vào đó là chi phí máy bay và phi công mỗi khi nhảy. Có thể thấy đây thực sự là một trò chơi tiêu khiển vô cùng đắt đỏ. Lewis Hamilton cũng là một người đam mê nuôi chó. Anh thường cùng chú chó cưng Roscoe của mình đồng hành trong hầu hết các chặng đua. Tay đua F1 cho biết chú chó Roscoe của anh kiếm được khoảng 700 đô mỗi ngày nhờ công việc làm thú mẫu cho các hãng thời trang nổi tiếng của Mỹ. Còn bạn, bạn biết thêm gì về siêu sao này? Hãy cùng bàn luận thêm dưới phần comment. Và thời lượng của video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!